không chỉ làm ra các món ăn ngon, hoa atiso còn là vị thuốc tốt. Các nhà khoa học Pháp, Liên Xô cũ, Nhật và Thụy Sĩ đã chứng minh các tác dụng của atiso, cụ thể là giảm viêm, hạ cholesterol trong máu. Hoa atiso không có độc tố. Với bệnh nhân đái tháo đường, trà atiso và các món ăn từ loài hoa này có tác dụng hạ lượng đường trong máu. Ngoài ra, còn có tác dụng nhuận gan, nhuận tràng, lợi tiểu, giải độc. Hoa atiso thì là trong cái y học ấy, thường dùng để điều trị cái chủ yếu là các cái chứng bệnh về gan. Thế ví dụ như là gan nhiễm mỡ, thế rồi là cholesterol máu, thế rồi đặc biệt là những người mà tiểu đường mà lại có cholesterol máu thì dùng là rất là tốt. Thế và ngoài ra thì có những cái mà mình chưa đánh giá hết được các tác dụng của atiso trong cái việc mà nó giúp cho cái chức năng gan tốt lên. Để có những món ăn, bài thuốc hấp dẫn từ hoa atiso, chúng ta cần biết cách lựa chọn hoặc sơ chế hoa đúng cách. Cụ thể, chọn atiso có lá màu xanh, không nên dùng những loại lá đã phơi khô hay lá héo. Nên tỉa khoảng 2,5cm từ ngọn cây và cắt khoảng 0,6cm phía đầu lá vì phần dưới rất thô ráp và không ăn được. Có thể dùng atiso dưới hình thức hấp cách thủy hay đun trong nước sôi khoảng 30 phút để ăn hoặc uống sẽ có tác dụng dược lý tốt hơn. Thế là cái hoa atiso này thì nó có rất là nhiều kích cỡ. Tuy nhiên là nếu mà đồng đều nhất là bạn cứ chọn một cái nào nó tròn đều bốn phía. Đấy, nó tròn như là một cái chuông đồng luôn, rất là đẹp. Đấy, các cái cánh nó múp vào nhau, đấy, nó ôm vào cái lõi đều đặn thì được. Chứ đừng có lấy những cái loại mà nó nhỏ quá, nó gầy quá và các cái cánh nó sơ xác thì những cái đấy là nó bị cằn rồi. Đấy, ăn nó không còn cái chất mấy. Hoa atiso ngon và bổ nhưng sử dụng phải có liều lượng và không được lạm dụng. Đã có không ít người thấy bụng lúc nào cũng căng trướng, rất khó chịu. Đến bữa cơm chẳng muốn động vào món gì, trong khi lại rất muốn ăn. Nguyên nhân là do họ lạm dụng thường xuyên, kéo dài trà atiso. Trên thực tế, hoa atiso có thể gây co thắt toàn bộ cơ trơn của đường tiêu hóa. Đây là nguyên nhân gây đầy hơi, chứng bụng nếu sử dụng atiso quá nhiều. Việc sử dụng sản phẩm làm mát này không đúng cũng khiến các cơ quan trên cơ thể, đặc biệt là gan, mật phải làm việc nhiều, nên vô tình lại gây hại chứ không có tác dụng trị bệnh. Bên cạnh đó, atiso còn có tính hàn nên không thích hợp với người ăn uống khó tiêu hay gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Mặt khác, atiso có công năng là thông mật lợi tiểu, bổ gan thận, an thần, giảm cholesterol trong máu nên thường được sử dụng để chữa các bệnh do rối loạn chức năng của gan như vàng da, viêm thận, xơ vữa động mạch. Khi uống quá nhiều mà cơ thể không hấp thu hết thì gan, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải phần dư thừa. Như vậy, cứ tưởng ăn uống nhiều hoa atiso là tốt cho gan nhưng thực ra lại là hại gan. Trong atiso có chứa nhiều sắt nhưng lại thiếu các khoáng chất khác như kẽm, chrome. Vì vậy, lạm dụng atiso có thể dẫn đến chán ăn, ăn không thấy ngon miệng. Tuy atiso không độc nhưng có vị đắng. Theo đông y, dạ dày thích vị ngọt chứ không thích vị đắng. Vì vậy, nếu dùng lâu ngày hoặc dùng lượng lớn atiso có thể làm tổn hại dạ dày. Các chuyên gia khuyến cáo một ngày chỉ nên dùng từ 10 đến 20 gram. Sắc với nước nếu dùng tươi, 5-10 gram nếu dùng khô. Với loại trà đóng gói, cũng chỉ uống 2-3 túi mỗi ngày là đủ.